Xin chào tất cả các anh chị, xin chào tất cả các khách hàng của hợp tác xã Giao Phúc Sen ạ. Em xin tự giới thiệu, em tên là Phi, nhân viên của hợp tác xã Giao Phúc Sen. Và trong clip ngày hôm nay thì em sẽ giới thiệu đến với tất cả các anh chị combo hai sản phẩm sát sạn gà và một mẫu dao phi lê thái lọc đến với tất cả các anh chị để anh chị mình có thể tham khảo và có thể lựa chọn những mẫu, nhiều mẫu sản phẩm của bên em nhé. Ở đây anh chị có thể nhìn thấy được hai sản phẩm. Một con là dao chặt gà này, con này con to này sẽ là con dao chặt gà nhé, và con này sẽ là con phi lê lọc nha anh chị nha. Thì bây giờ em sẽ chi tiết về thông số cũng như là chức năng của hai sản phẩm này đến với tất cả các anh chị. Đầu tiên em sẽ giới thiệu đến với mọi người đấy chính là mẫu dao chặt gà có mã là N09TDD nhé. Đây ạ, đây là mẫu dao chặt gà có mã là N09TDD. Ở đây thì sẽ có chống dính một mặt anh chị nha, chống dính một mặt đây. Mẫu dao chặt gà này thì sẽ là kiểu hoa văn chống dính một mặt, kiểu dáng mới ạ, kiểu dáng mới nhá. Cán gỗ cầm chỉ và khâu và chốt đồng đỏ này đó. Kích thước của sản phẩm này thì sẽ là lưỡi khoảng 22 và bản rộng 9 đến 9,3 cm, và sẽ có độ dày lưỡi là khoảng 3 mm để anh chị mình có thể dùng để chặt gà vịt này, chặt sườn này, thái lọc này, rất là tốt anh chị nhá. Đó, đó chính là mẫu N09TDD. Đây, anh chị có thể mang để chặt sườn. Và kiểu dáng này là một kiểu dáng mới ấy. Thứ nhất là nó trông nó không kiểu không kiểu nó kiểu vuông như kiểu bản hình truyền thống, nó không quá thô như kiểu bản truyền thống. Nó không quá thô như bản truyền thống nhá. Thì ở đây nó sẽ được cách điệu một chút, làm con dao trông nó uyển chuyển hơn rất là nhiều. Nhìn nó sẽ uyển chuyển hơn rất là nhiều. Đây, trông nó rất là, trông nó đẹp hơn rất là nhiều đấy ạ. Đây, cái mũi thì nó hơi vát lên một xíu xíu này. Nó không kiểu vuông góc, và cái chỗ này của nó sẽ tỏa ra như thế này, làm con dao trông sẽ đẹp hơn rất là nhiều. Chuyên chặt gà vịt và sườn anh chị nha. Sản phẩm của hợp tác xã Gia Phúc Sen này, có chữ dọc chìm HTX Gia Phúc Sen và có tem chống hàng giả của sản phẩm ở đây. Đấy, đây là mẫu N09TDD mà em giới thiệu đến với anh chị trong clip hôm nay. Một mặt hoa văn chống dính anh chị nhá. Tiếp theo thì em sẽ giới thiệu đến mẫu dao phi lê lọc. Em sẽ để vào đây nha. Tiếp theo trong clip ngày hôm nay đó chính là mẫu dao phi lê lọc có mã là N05DD mà em giới thiệu đến với anh chị. Đây ạ. Đây anh chị nhá. Đây này, anh chị có thể nhìn thấy rõ hơn, đây là mẫu phi lê này. Phi lê lọc thái có mã N05DD. Cũng là gỗ cầm chỉ, khâu và chốt đồng đỏ nhá. Khâu và chốt đồng đỏ. Khâu và chốt đồng đỏ này. Có chiều dài lưỡi là khoảng 20 cm. Có chiều dài lưỡi là khoảng 20 cm nhá. Đó, 20 cm. Bản rộng là khoảng 4,5 đến 5. Anh chị mình có thể dùng để phi lê này, dùng để phi lê, dùng để lọc được rất là tốt. Đấy là hai combo mà để nấu những bữa ăn hàng ngày trong gia đình ấy thì mình có thể sử dụng được nhá. Trong gia đình ấy thì thường thường là những con dao thái và dao lọc là mình không thể thiếu rồi, không thể thiếu trong gia đình. Đấy, thì cái bản này là bản 5 ấy, để mình thái những miếng thịt như vậy thì nó cũng sẽ rất là hợp lý. Mũi rất là nhọn, là lọc rất là tốt và phi lê cá cũng rất là ok luôn. Đấy chính là mẫu dao phi lê lọc mà em giới thiệu đến với anh chị trong clip ngày hôm nay nhá. Có mã là N05DD. Và hai sản phẩm này sẽ là sản phẩm dao chặt gà, sườn, thái, lọc. Một con dao có đầy đủ hai chức năng luôn như vậy. Và cặp này sẽ là cặp đầy đủ để anh chị mình có thể nấu những bữa ăn hàng ngày trong gia đình rồi ạ. Đó, thì anh chị đang quan tâm đến hai sản phẩm này hoặc là mình muốn tham khảo thêm nhiều mẫu dao hơn nữa, anh chị có thể để lại số điện thoại ở dưới bình luận giúp em nhé. Hoặc là mọi người có thể nhắc điện thoại lên và gọi ngay tới số 0987240733 thì để mình được tư vấn mẫu dao phù hợp nhất nha. Clip này em sẽ xin phép dừng lại tại đây và chúc tất cả anh chị có một ngày mới thật là vui vẻ nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các anh chị.